Chào mừng các bạn đến với khóa học Nguyên lý kế toán ngân sách xã, là một hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền nhà nước cấp xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của chính quyền nhà nước trong phạm vi được phân công, phân cấp quản lý, tổ chức các hệ thống thông tin về toàn bộ các hoạt động kinh tế tài chính, bao gồm hoạt động thu chi ngân sách với tư cách là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính của đơn vị sử dụng ngân quỹ với tư cách là một đơn vị dự toán hay đơn vị thụ hưởng ngân quỹ nhà nước. Tham gia vào khóa học Nguyên lý kế toán ngân sách xã sẽ giúp các bạn hiểu rõ về kiến thức nguyên lý và cách định khoản đối với đơn vị ngân sách xã, vận dụng tốt được vào thực hành khi làm kế toán trong đơn vị ngân sách, phân loại được các đơn vị kế toán ngân sách xã, hiểu được kết cấu và ý nghĩa của các chỉ tiêu trên bảng cân đối. Các nội dung trong khóa học Nguyên lý kế toán ngân sách xã sẽ khái quát về các vấn đề, bao gồm đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu của một kế toán ngân sách xã, hạch toán các khoản thu chi ngân sách theo các mục lục ngân sách nhà nước, hướng dẫn về hình thức kế toán áp dụng đối với chế độ kế toán ngân sách xã, các nội dung liên quan đến kế toán thu chi ngân sách, bao gồm hướng dẫn chi tiết về nguồn thu ngân sách xã từ các nguồn nào và phân luồng các nội dung của các khoản thu ngân sách xã, các nội dung liên quan đến phương pháp kế toán thu ngân sách xã, chứng từ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp. Phương pháp kế toán chi ngân sách xã bao gồm các nội dung chi, các quy định khi hạch toán các khoản chi, nhiệm vụ của một kế toán ngân sách xã, các chứng từ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và lập mẫu sổ chi ngân sách. Các nội dung liên quan đến kế toán vật tư và tài sản cố định, kế toán xây dựng cơ bản dở dang và các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng. Các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán và các quỹ công chuyên dùng cho xã, kế toán các khoản phải thu phải trả, các khoản thu hộ chi hộ và kế toán quỹ công chuyên dùng tại xã. Và trong toàn bộ nội dung của khóa học Nguyên lý kế toán ngân sách xã sẽ có các ví dụ cụ thể cho các bạn là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Với hình thức học online và học một giáo viên kèm một học viên, các bạn sẽ được học trên chính chứng từ của Trung tâm Giáo trình Online, trang web ketoanviethung.com. Các bạn sẽ nhấn vào Giáo trình Kế toán, chọn đến các mảng kế toán mà chúng ta muốn tìm hiểu. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của Trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.